Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Lâu rồi mình không có like được tại vì cái Facebook Lợi Minh, Lợi Nguyễn bị Facebook nó khóa hết trơn, nó không cho mình like được. Còn cái Lợi Minh thì mình quên cái mã số cũng không vào được. Hiện nay thì trên không gian mạng rất là nhiều những cái tin tức trái chiều, cho nên Lợi Minh hôm nay muốn mượn cái Mỹ Lợi này để chia sẻ với quý ông bà, anh chị, các bạn về vấn đề tình hình chính trị, đất nước, xã hội và con người. Anh chị các bạn thấy trong các vấn đề mà mình thấy ở trên không gian mạng hiện nay, những thành phần xuyên tạc chống phá Việt Nam á, các bạn thấy tụi nó lợi dụng vào trong cái mô hình xã hội đất nước đang làm sạch đi một cái những cái thành phần sâu mọt ảnh hưởng tới vấn đề mà kinh tế, quốc phòng, an ninh quốc gia. Đấy, các bạn thấy ở Việt Nam mình á, cơ quan nhà nước Việt Nam người ta làm việc rất là triệt để, nó không có giới hạn là những người, những thành phần mà tham nhũng trong cán bộ, mà tôi thấy rằng lò của Bác Trọng đốt luôn cả những mô hình dân sự. Hiện nay trong vấn đề mô hình dân sự, các bạn thấy có những cái giới đầu tư, những cái nhóm lợi ích nó tham nhũng lẫn nhau, nó làm nó nếu mà nó vượt cái rằng ranh giới đỏ của pháp luật Việt Nam. Các bạn thấy những thành phần này nếu mà cơ quan nhà nước mà không vào cuộc đó, nó sẽ làm lũng đoạn cái thị trường kinh tế rất là nguy hiểm. Cho nên những cái thế lực thù địch hiện nay, những thành phần xuyên tạc chống phá ở ở Việt Nam, các bạn thấy và ngoài nước đó, tụi nó đem cái mô hình này ra ngoài trong cái không gian mạng, nó xuyên tạc Việt Nam, nó nói là Việt Nam đang chuẩn bị đánh tư sản, nhưng mà thực sự không phải. Bởi vì trong cái mô hình đất nước phát triển hiện nay, cái vấn đề mà nền kinh tế nó phải lành mạnh, những cái nhóm lợi ích nó đi quá xa, nó lợi dụng cái cơ chế, nó lợi dụng những một cái nền kinh tế, các bạn biết, một cái nền kinh tế định hướng, và nó trục lợi, nó thao túng những cái đồng tiền hàng nghìn tỷ đồng Việt Nam, nói lên hàng tỷ đô la. Nếu mà cơ quan nhà nước pháp luật mà không đi vào mà ngăn chặn kịp thời, các bạn biết nó làm nguy cơ đến an ninh quốc gia, nó có thể làm tổn hại đến cái bộ máy chính trị nữa, rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Lò của Bác Trọng đốt là không phải đốt cho những cán bộ tham nhũng, mà đốt cho những cái nhóm lợi ích, những cái người dân thường nữa. Tại vì những cái người dân thường này, các bạn thấy họ lợi dụng đó, họ đang thao túng lẫn nhau. Như là cái tội phạm là ông Quyết, hay là cái tập đoàn của Tân Hoàng Minh, những cái nhóm này các bạn biết rất là nguy hiểm. Nếu cơ quan nhà nước không kịp thời, nó làm ảnh hưởng tới cái kinh tế về bên ngành bất động sản và chứng khoán giao dịch, để khi mà mình để những cái nhóm nó thao túng, các bạn biết nó ảnh hưởng cực kỳ khó khăn đến đời sống những cái người dân lao động phổ thông, chứ không phải là giỡn đâu. Bởi vì cái nhóm này nó thao túng thị trường và nó tạo ra một cái sự ảo tưởng của cái thị trường, và nó làm cho những cái người dân mà người ta có những cái chiều hướng họ đầu tư một cách thật sự đó vào trong chứng khoán và bất động sản, họ bị lôi kéo vào đó, thì các bạn thấy nó sẽ kéo theo một cái sự sụp đổ kinh tế, thì nó sẽ dẫn đến vấn đề chính trị an nguy của quốc gia. Cho nên cơ quan nhà nước hiện nay đang, các bạn thấy, đang thực thi một cái chính sách gọi là làm cho sạch, trong sạch cái thị trường chứng khoán tại Việt Nam cũng như cái thị trường bất động sản Việt Nam cho nó tốt hơn. Các bạn biết nếu mà chính phủ không ra tay là rất là nguy hiểm. Các bạn nhìn thấy trên thế giới ngày hôm nay, những cái quốc gia mà phát triển như Mỹ cũng vậy, nó thao túng lẫn nhau cho đến khi nào mà nó đưa đến những cái sụp đổ. Đó. Cho nên các bạn nhìn thấy ở Mỹ năm 2008, cái nền kinh tế Mỹ sụp đổ bởi vì cái nhóm lợi ích tụi nó thao túng lẫn nhau. Nó thao túng lẫn nhau và nó tạo ra một cái thị trường bong bóng ảo của bất động sản và chứng khoán. Nó bắt đầu nó đi vào sự sụp đổ. Các bạn biết, nhưng mà hàng tài phiệt Mỹ, tụi nó là những thằng lắm của nhiều tiền. Nó không có màng đến những đời sống dân sự. Tụi bay chết cả cha tụi bay. Đấy. Rồi chính phủ nó bao che với nhau. Ở cái quốc gia mà tư bản như thằng Mỹ, các bạn thấy nó bao che, và những ai là chịu chịu thiệt thòi, người dân, những người dân lao động phổ thông, họ bị lôi cuốn vào, các bạn biết, họ bị lôi cuốn vào trong cái thị trường ảo của mấy cái tụi tài phiệt Mỹ, các bạn thấy không? Biết bao nhiêu người bị mất nhà, mất cửa, tài sản họ dành dụm được bao nhiêu năm, họ bị mất hết.
họ 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 không còn có cái cuộc sống của họ đảo lộn hết năm 2008. Cho nên dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam, những người lãnh đạo, người ta nhìn thấy, người ta trông nhìn xa hiểu rộng. Bởi vậy tôi nói các bạn một điều, chúng ta là những người dân phải luôn luôn tin tưởng vào những người lãnh đạo ở cấp trung ương. Người ta rất là giỏi, người ta nhìn không phải như ở những cấp lãnh đạo dưới, và họ nhìn rất là chiến lược, họ nhìn một cách mà mình phải nói là khâm phục khẩu phục. Đó là điều mà chúng ta lên trên không gian mạng này, anh em chúng ta phải đặt niềm tin đến những người lãnh đạo ở trung ương. Các bạn thấy Bác Trọng ở tuổi Bác Trọng đúng là ngày hôm nay là phải nghỉ hưu, phải ngồi gọi là hưởng hưởng thụ cái cuộc sống của buổi xế chiều với con cháu, mà ngày hôm nay vẫn phải tận tụy để lo cho quốc thái dân an. Để xã hội Việt Nam ngày hôm nay các bạn thấy các thế lực xuyên tạc chống phá đất nước, tụi nó tìm đủ mọi cách hết. Các bạn vào trong không gian mạng nó khủng khiếp, trắng nó nói thành đen, đen nó nói thành trắng, nó photocopy, nó nói, mà tôi nói một không có ngày nào mà tôi không cãi lộn với tụi nó, mà nó toàn là một sự ngu xuẩn luôn đó. Tôi đưa ra tiếng Việt, báo tiếng Việt thì nó bảo là báo đó là báo của Đảng, à, báo không tin được. Tôi đưa báo của Mỹ, báo của những nước ngoài thì nó lại không nói gì hết. Các bạn thấy không, cái sự dối trá xảo trá của những thành phần chống cộng, những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, và một số những thành phần trong nước nó cuồng, nó đi theo, những nó cuồng rồi nó còn dọa tôi, nó hỏi tôi ở đâu ra để làm, mà nó bằng thật trong chính mạng này. Cho nên anh em chúng ta là những người yêu nước chân chính, bất vô lợi, chúng ta chỉ vì lợi ích quốc gia dân tộc thôi, các bạn nên nhớ như vậy. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ, tôi mạo muội tôi chia sẻ với anh chị và bạn gì, cái Facebook của tôi nó bị trục trặc, cho nên tôi mượn cái Facebook này để chia sẻ với anh chị các bạn, để chúng ta thận trọng và cùng nhau góp phần xây dựng bảo vệ quê hương mình, đất nước mình ngày càng một tốt đẹp hơn. Cái mà không gian mạng, cái tụi chống cộng ở hải ngoại khủng khiếp lắm anh chị các bạn. Hôm nay có một bạn rồi bảo tôi là tôi ăn cháo đá bát đồng bào, kiểu đồng bào của tôi ở ở Mỹ. Chàng ơi, ở Mỹ làm gì mà tôi có đồng bào? Tôi nói chuyện các bạn biết, có nhiều người họ mơ tưởng, họ nói tôi đi về Việt Nam bởi đích. Tôi nói tôi là về Việt Nam bởi đích, ở bên Mỹ thì chửi lại đồng bào. Chàng ơi, những người bên Mỹ, tôi phải nói các bạn biết, sống trong những cộng đồng Việt Nam á, người nào mà có cái hành động mà thân cộng đó là chết với cái tụi tụi chống tụi ba sập ở Nguyễn Nô bên đó, chết với nó. Tôi có mấy thằng bạn gia đình của nó làm ăn bên đó, đi đi qua đi về thôi, mà nó nói là gia đình đó thân thân cộng, nó bắt người ta phải ra ngoài cộng đồng xin lỗi tụi nó chứ không phải dân đâu. Mà tôi có bao giờ mà ăn cháo đá bát gì với ai đâu. Ở Mỹ tôi cũng phải làm lụng, phải đóng thế. Về Việt Nam tôi có bao giờ bỡ đích ai đâu. Có nhiều người còn bảo tôi rằng anh Lợi Minh về phải giao tiếp với lại chính quyền địa phương để anh được khen thưởng, để anh có bằng khen đó. Trời ơi, tôi nói mèn đó ơi, anh không có thời gian vậy đâu. Tôi làm ở Việt Nam vậy, tôi sống, tôi đóng thế, mà mình làm tròn trách nhiệm của một người công dân thôi, chứ chưa bao giờ mà lên mạng này để tôi gây sự ảnh hưởng. Các bạn mà tung hô tôi bỏ tôi chạy mất dép. Tôi chỉ muốn các bạn làm sao là mình có cái lập trường vững vàng, mình theo Bác và Đảng, mình bảo vệ cái lợi ích quốc gia dân tộc để đất nước mình trường tồn, để không phụ lòng những người đã nằm xuống cho chúng ta có được một cái quê hương như hôm nay. Các bạn thấy anh Nguyễn Thái Bình đến đất Mỹ, những cái thứ bơ thừa sữa cặn nó không làm cho anh thuyết phục được con người của anh. Anh thà hy sinh để tổ quốc được trường tồn, và biết bao nhiêu người như anh Nguyễn Văn Chỗi, những cái người, những tấm gương sáng người như anh hùng Lý Tự Trọng, như chị Võ Thị Sáu, biết biết bao nhiêu người đã nằm xuống. Chúng ta cần phải biết trân quý những điều đó, không phải vì những ích kỷ, những cái cá nhân. Nhiều khi chúng ta có những cái gì chưa rõ, chưa hiểu thì mình phát biểu để xây dựng lẫn nhau, chứ không phải công kích lẫn nhau, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch xuyên tạc chống phá Việt Nam. Đó là một cái điều không nên. Các bạn đã tham gia trên không gian mạng này, tôi nói chưa, tôi chỉ cần một số ít, tôi chỉ cần like 5-3 người thôi. Có bao giờ các bạn thấy tôi like phải 100 rồi phải đi mua view? Có nhiều người gửi inbox tụi nó kêu tôi phải mua view thế này thế nọ, nói no, tôi không cần. Tôi chỉ cần 1-2 người, 5-3 người có tấm lòng yêu nước một cách chân thật, quyết đoán, rõ ràng,
Chỉ có vậy thôi, mình mới đánh bại được kẻ thù. Các bạn thấy không? Bánh xe lịch sử của cha anh chúng ta đã nghiền nát các thế lực thù địch. Và hôm nay anh em chúng ta phải nghiền nát chúng nó, phải đẩy lùi chúng nó ra phía sau. Chúng ta đấu tranh vì lợi ích dân tộc. Các bạn thấy không? Cái chủ nghĩa cá nhân nó rất là nguy hiểm. Cái thằng tư bản, để hôm nào tôi mà Facebook tôi trở lại bình thường, tôi sẽ chia sẻ với anh chị về chủ nghĩa cá nhân. Thằng Mỹ là cái thằng tư bản, cái thằng tài phiệt phương Tây và Mỹ, nó bất dạy gì, nó dùng chủ nghĩa cá nhân, nó xoáy vào con người ta. Ồ, mày thấy không, mày sống với chế độ đó độc tài, mày bị mất mát cái này cái nọ cái kia, nó làm cho lòng cái sự cái tôi, cái cá nhân của họ sôi dậy, để đặng phá hoại những cái sự bình yên của đất nước người ta, nó đâm chọt để đặng nó vô đó nó kiếm ăn. Cho nên các bạn biết cái chủ nghĩa cá nhân nó nguy hiểm đó. Mình phải có tinh thần dân tộc. Tại sao cái người Nhật, các bạn thấy họ đã có được một cái đất nước như hôm nay? Vì tinh thần chủ nghĩa dân tộc họ rất là cao. Họ có tinh thần samurai. Mặc dù cái chính cái thể chế Nga hoàng của họ không còn tồn tại, nhưng tinh thần dân tộc và chủ nghĩa Nga hoàng vẫn còn ở trong họ. Và tinh thần gọi là samurai của họ rất là cao. Cho nên họ đã giữ được quốc gia của họ đến ngày hôm nay mà không bị kẻ thù nào xâm hại. Các bạn thấy người Nam Hàn cũng vậy. Khi họ quyết cố tâm để đặng mà xây dựng đất nước ngày hôm nay, tôi nói với anh chị các bạn có qua được Nam Hàn chưa? Các bạn đến đó các bạn thấy toàn là xe Made in Korea. Các bạn kiếm được chiếc xe Nhật, chiếc xe Mỹ ở bên Nam Hàn hơi bị khó. Bởi vì người ta có tinh thần dân tộc, chứ không phải tinh thần cá nhân ngồi đó mình tăng bốc người này tăng bốc người kia. Không bao giờ như vậy. Ô, thượng đội hạ đạp tăng bốc. Chúng ta phải có tinh thần dân tộc. Bởi vì đất nước này cha anh chúng ta đã hy sinh quá nhiều để cho chúng ta có được một cái đất nước tươi đẹp như hôm nay. Các bạn nên nhớ vậy. Đừng vì cái chủ nghĩa cá nhân mà làm tổn hại đến cái tinh thần dân tộc, yêu quê hương đất nước của mình. Cái giá trị đất nước của mình tuyệt vời lắm anh chị không? Tôi nói anh chị các bạn, tôi mà có Facebook không là tôi lại không biết bao nhiêu đề tài. Bởi vì các thành phần thế lực thù địch, tụi nó đi vào bất cứ một cái gì của cơ chế Việt Nam mà cái sơ hở một chút thôi là nó xuyên tạc ở trên không gian mạng, nó xuyên tạc một cách khủng khiếp. Tôi chỉ gọi là lo âu là gì, mình quan tâm là gì. Một số những thành phần trong nước họ không hiểu, họ không nắm bắt được thông tin, họ bị những cái thành phần kia lừa dụ họ. Có những bạn rất còn trẻ, tôi vào trong Facebook của họ, tôi thấy họ chống phá Việt Nam ngay ở trên lãnh thổ đất nước Việt Nam. Bởi vì họ nghe lời những thành phần mà tội Việt Tân, các thế lực chống cộng ở hải ngoại cho họ ăn cái bánh vẽ. Tôi buồn vô cùng các bạn. Cho nên anh em chúng ta đồng một lòng với nhau, cùng chung tiếng nói với nhau, bỏ qua cái chủ nghĩa cá nhân, mình làm sao bảo vệ cái lợi ích quốc gia dân tộc mình và đất nước mình sẽ trường tồn mãi. Thôi thì lại mình like ở đây, xin trả mà xin hẹn anh chị các bạn dịp khác. Mình cái tánh của mình mà like không được mình cũng bực lắm, phải đi mượn nick người khác like đó nha. Thôi chào anh chị các bạn nha. Bye bye.